17. Về trí nhớ. Hỏi: theo ngài, trí nhớ là kinh nghiệm thiếu sót. Tôi nhớ dai và nhớ rõ ràng về những buổi nói chuyện trước của ngài. Vậy trí nhớ là một kinh nghiệm thiếu sót trong ý nghĩa nào? Xin ngài vui lòng giải thích ý tưởng này với đầy đủ chi tiết. Krishnamurti: đối với chúng ta, trí nhớ có nghĩa là gì? Ngài đến trường để học và thu góp đầy sự kiện, tức là kiến thức có tính cách chuyên môn kỹ thuật. Nếu ngài là kỹ sư, ngài sử dụng ký ức về kiến thức chuyên môn để xây cất một chiếc cầu. Đó là trí nhớ có tính cách chuyên môn, trí nhớ sự kiện. Nhưng cũng có một loài trí nhớ gọi là trí nhớ tâm lý. Ngài nói điều gì đó với tôi, điều dễ chịu hoặc khó chịu, và tôi ghi giữ lại điều ấy trong trí. Lần sau tới gặp lại ngài, tôi gặp ngài với trí nhớ ấy của tôi. Trí nhớ chứa đựng những gì ngài đã nói với tôi hoặc không nói với tôi. Có hai khía cạnh trong trí nhớ: khía cạnh tâm lý và khía cạnh có tính cách sự kiện. Hai khía cạnh này đều luôn luôn liên hệ với nhau, vì thế khó phân biệt rõ ràng lắm. Chúng ta biết rằng trí nhớ có tính cách sự kiện rất cần thiết cho việc sinh sống, nhưng trái lại, trí nhớ tâm lý có cần thiết không? Yếu tố nào giữ lại trí nhớ tâm lý? Cái gì khiến cho sự hồi nhớ tâm lý về lời sỉ nhục hoặc sự người khen? Tại sao mình giữ lại một số kỷ niệm và vứt bỏ một số kỷ niệm khác? Cố nhiên mình chỉ giữ lại những kỷ niệm nào thú vị và trốn tránh những kỷ niệm khó chịu. Nếu ngài quan sát, ngài sẽ thấy rằng mình đã xóa bỏ những kỷ niệm đau đớn nhanh chóng hơn là những kỷ niệm vui sướng. Tâm trí là trí nhớ, dù ở cấp độ nào, dù mình gọi thế nào cũng được. Tâm trí là sản phẩm của quá khứ. Tâm trí được xây dựng trên nền tảng của quá khứ, tức là trí nhớ, một trạng thái nô lệ bị quy định. Thế mà với trí nhớ ấy, chúng ta lại đối mặt với đời sống. Chúng ta lại đối mặt với sự thách thức mới lạ của đời sống. Sự thách thức của cuộc đời vẫn luôn luôn mới lạ, mà sự đáp ứng của chúng ta thì lại luôn luôn cũ kỹ. Bởi vì sự đáp ứng của chúng ta chỉ là kết quả của quá khứ. Vì thế sự hiền nghiệm và sự kinh nghiệm đều khác nhau. Hiền nghiệm là kinh nghiệm không có trí nhớ, và kinh nghiệm là kinh nghiệm với trí nhớ. Nghĩa là đời sống luôn luôn mở bày ra trước ta với sự thách thức mới lạ, luôn luôn mới lạ. Còn ta lại đón gặp đời sống với đáp ứng bị quy định bởi điều quen thuộc cũ kỹ. Vậy những gì xảy ra? Tôi hấp thụ, nuốt chửng điều mới lạ. Tôi không hiểu được sự lạ, và sự hiền nghiệm về điều lạ đã bị quá khứ quy định. Vì thế, mình chỉ có thể hiểu điều lạ một cách thiếu sót. Không bao giờ có thể có sự hiểu biết trọn vẹn. Chỉ khi nào mình hiểu trọn vẹn một sự việc, thì sự việc ấy mới không để lại dấu sẹo trong trí nhớ. Khi sự thách thức của cuộc đời hiện đến với tất cả sự mới lạ, thì ngài đón gặp sự thách thức ấy với sự đáp ứng cũ kỹ. Sự đáp ứng cũ kỹ ấy quy định sự mới lạ, vằn mẹo sự mới lạ, khuất ngược mọi sự. Do đó không thể nào mình hiểu được sự mới lạ một cách trọn vẹn. Và sự mới lạ kia luôn luôn phải chịu nuốt chửng vào sự cũ kỹ,
và tăng trưởng củng cố sự cũ kỹ ấy. Điều này có thể dường như trừu tượng, nhưng không khó hiểu lắm nếu ngài chịu khó đi vào vấn đề một cách gần gũi hơn và ý tứ hơn. Tình thế hiện nay ở thế giới đòi hỏi mình phải đối phó một cách mới lạ. Đường lối đối trị của mình phải mới mẻ, vì vấn đề thế giới vẫn luôn luôn mới mẻ. Chúng ta không có khả năng để trị vấn đề một cách mới lạ, vì chúng ta đi đến vấn đề với tâm trí nô lệ, với những thành kiến quốc gia, địa phương, gia đình, tôn giáo. Những kinh nghiệm trước của chúng ta vẫn tác động thành một hàng rào chặn đứng sự tìm hiểu, ngộ nhập, điều thách thức mới lạ. Vì thế chúng ta vẫn tiếp tục rèn luyện, củng cố trí nhớ. Do đó chúng ta không bao giờ hiểu sự mới lạ, chúng ta không bao giờ đón gặp sự thách thức một cách trọn vẹn, toàn triệt. Chỉ khi nào mình có khả năng đón nhận sự thách thức một cách mới mẻ, tươi tắn, chỉ lúc ấy sự thách kia mới chìa ra hoa thơm quả ngọt cho mình. Người đặt câu hỏi nói: "Tôi nhớ rõ ràng về những buổi nói chuyện trước của ngài. Vậy trí nhớ là một kinh nghiệm thiếu sót trong ý nghĩa nào?" Hiển nhiên đó là kinh nghiệm thiếu sót, vì đó chỉ là một ấn tượng, một kỷ niệm. Nếu ngài hiểu được những gì đã được nói trước đây và thấy được sự thật của lời nói ấy, thì sự thật kia, chân lý kia không phải là một sự hồi nhớ được. Chân lý không phải là trí nhớ, kỷ niệm, bởi vì chân lý luôn luôn mới là, luôn luôn biến chuyển từ tính. Ngài nhớ là những buổi nói chuyện trước. Tại sao? Bởi vì ngài đã dùng buổi nói chuyện trước như một sự hướng dẫn nào đó trong đời. Chỉ ngài không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của buổi nói chuyện ấy. Ngài muốn đi sâu vào ý nghĩa của buổi nói chuyện ấy. Và vô tình hay cố tình, buổi nói chuyện ấy đã được giữ lại trong trí. Nếu ngài hiểu điều gì một cách trọn vẹn, nghĩa là thấy được chân lý của điều ấy một cách hoàn toàn, ngài sẽ thấy rằng không có trí nhớ gì cả. Sự giáo dục của chúng ta là sự rèn luyện trí nhớ, củng cố trí nhớ. Sự tu hành và nghi lễ tôn giáo của ngài, sự đọc sách và kiến thức của ngài, tất cả đều là củng cố trí nhớ. Nói thế có nghĩa là gì? Tại sao chúng ta lại bám víu vào trí nhớ? Tôi không biết ngài có để ý rằng khi mình lớn lên, trở nên già hơn, mình hay nhìn lại quá khứ, nhìn lại những nỗi vui, nỗi buồn, điều thú vị của quá khứ. Nếu mình còn trẻ, mình là nhìn về tương lai. Tại sao chúng ta làm thế? Tại sao trí nhớ là trở nên quan trọng như vậy? Vì một lý do giản dị dễ thấy là chúng ta không biết cách sống trọn vẹn, hoàn toàn trong hiện tại. Chúng ta dùng hiện tại như là một phương tiện để đi đến tương lai. Vì thế hiện tại không còn ý nghĩa quan trọng nữa. Chúng ta không thể sống trong hiện tại, bởi vì chúng ta dùng hiện tại như là sự bước đi hướng đến tương lai. Bởi vì tôi đang trở thành một nhân vật gì đó, cho nên tôi không bao giờ tự hiểu mình một cách trọn vẹn. Và muốn tự hiểu mình, hiện thể đích thực của mình là gì, muốn hiểu thế thì không cần phải tôi luyện trí nhớ. Trái lại, trí nhớ là chướng ngại vật cho sự lý hội về hiện thể. Tôi không biết ngài có để ý rằng một ý tưởng mới, một cảm giác mới chỉ hiện đến khi tâm trí không bị kẹt trong màng lưới của ký ức.
khi có khoảng cách giữa hai tư tưởng, giữa hai kỷ niệm, khi mình có thể ở lại với khoảng cách ấy, lúc đó từ khoảng cách kia khởi phát lên một trạng thái mới lạ của hiện thể. Và trạng thái hiện thể mới lạ này không còn là trí nhớ nữa. Chúng ta có nhiều kỷ niệm và chúng ta rèn luyện trí nhớ và dùng nó như một phương tiện để tiếp diễn đời sống liên tục. Cái tôi và cái của tôi trở nên vô cùng quan trọng khi mà sự rèn luyện trí nhớ vẫn còn đó. Và vì phần đông chúng ta đều được làm thành bởi cái tôi và cái của tôi, cho nên trí nhớ giữ một vai trò rất quan trọng trong đời sống chúng ta. Nếu Ngài không có trí nhớ thì tài sản của Ngài, gia đình Ngài, những ý tưởng của Ngài sẽ không còn quan trọng như vậy nữa. Vì thế muốn củng cố cái tôi và cái của tôi nên Ngài rèn luyện trí nhớ. Nếu Ngài để tâm chú ý, Ngài sẽ thấy rằng có một khoảng cách giữa hai tư tưởng, giữa hai cảm xúc. Trong khoảng cách ấy không phải là sản phẩm của trí nhớ. Mình mới tìm được sự tự do phi thường, vượt ra ngoài cái tôi và cái của tôi. Và khoảng cách ấy là phi thời gian. Chúng ta hãy nhìn vấn đề trong một chiều hướng khác. Chắc chắn trí nhớ là thời gian, phải thế không? Trí nhớ tạo ra ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Trí nhớ về ngày hôm qua quy định ngày hôm nay, do đó hung đúc ngày mai, nghĩa là quá khứ băng qua hiện tại và tạo ra tương lai. Một tiến trình thời gian vẫn liên tục tiếp diễn, tức là ý chí muốn thành đạt, muốn trở nên. Trí nhớ là thời gian, và nhờ thời gian chúng ta mong muốn, hy vọng đạt tới một kết quả nào đó. Hôm nay tôi là người thư ký, rồi thời gian và cơ hội đến, tôi sẽ trở thành ông quản lý hoặc ông chủ. Vì thế tôi cần phải có thời gian. Cùng đồng một tâm thức y hệt như vậy, chúng ta nói như vậy: tôi sẽ đạt tới thực tài, tôi sẽ tiến tới thượng đế, do đó tôi phải có thời gian để thực hiện, nghĩa là tôi phải rèn luyện trí nhớ, củng cố trí nhớ bằng sự thực hành, bằng kỷ luật, để làm một nhân vật nào đó, để thành đạt, thành tài, được lời lại lời lộc, nghĩa là được tiếp diễn liên tục trong thời gian. Nhờ vào thời gian, chúng ta mong mỏi đạt tới điều phi thời gian. Nhờ vào thời gian, chúng ta mong mỏi đạt tới sự vĩnh cửu. Ngài có thể làm như thế. Ngài có thể bắt chụp sự vĩnh cửu trong màn lưới của thời gian qua trí nhớ, mà trí nhớ lại thuộc vào thời gian. Mình chỉ có thể đạt tới điều phi thời gian trong trí nhớ, tức là cái tôi và cái của tôi ngừng lại. Nếu Ngài thấy được sự thật của vấn đề ấy, nghĩa là mình không thể hiểu được hoặc đón nhận được điều phi thời gian qua phạm trù thời gian. Khi lý hồi được như vậy, lúc ấy chúng ta mới có thể đi vào vấn đề trí nhớ, ký ức. Trí nhớ về những sự việc chuyên môn kỹ thuật là một trí nhớ cần thiết, quan yếu. Nhưng trí nhớ tâm lý dùng để duy trì bản ngã, cái tôi và cái của tôi, dùng để đồng hóa và tiếp diễn từ ngã. Trí nhớ tâm lý ấy hoàn toàn có tính cách phương hại đến đời sống và đến thực tài. Khi mình thấy được sự thật của vấn đề ấy, điều sai lầm sẽ rơi mất đi, rồi tâm thức không còn lưu giữ lại kinh nghiệm của ngày qua.
Ngài ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn thật ngoạn mục, ngắm nhìn một cây mọc thật đẹp trong một cánh đồng. Khi lần đầu tiên Ngài ngắm nhìn đó, Ngài tận hưởng say ngây một cách trọn vẹn, toàn triệt. Nhưng khi Ngài trở lại cảnh cũ và mong muốn tìm hưởng lại cảnh đẹp xưa, thế thì cái gì xảy ra khi Ngài trở lại cảnh cũ để mong hưởng lại mọi sự? Không còn gì để hưởng nữa, bởi vì trí nhớ về cảnh tịch dương ngày qua, chính trí nhớ ấy đã khiến Ngài trở lại cảnh cũ, đưa đẩy, thôi thúc Ngài tận hưởng lại. Ngày hôm qua không có trí nhớ gì cả, mà chỉ là sự tán thưởng tự nhiên, tự phát, một sự đáp ứng trực tiếp. Nhưng ngày hôm nay khi trở lại cảnh cũ, Ngài là thèm muốn bắt lại kinh nghiệm của ngày hôm qua. Nghĩa là trí nhớ đang xen vào đứng giữa Ngài và cảnh tịch dương. Do đó không còn sự say hưởng thưởng ngoạn nữa, không còn sự phong phú miên man nữa, sự tràn đầy tròn vẹn của cảnh đẹp tuyệt thế. Thêm một trường hợp nữa, chẳng hạn Ngài có một người bạn, người ấy nói đôi điều với Ngài vào ngày hôm qua, hắn sỉ nhục, lăng mạ, hoặc người khen tặng tụng Ngài, và Ngài lưu giữ lại kỷ niệm. Với kỷ niệm trí nhớ ấy, Ngài lại đón nhận hắn vào ngày hôm nay. Thực ra khi Ngài không đón nhận trùng phùng người bạn của Ngài, đúng ra Ngài đã mang theo trí nhớ, Ngài đã mang theo Ngài trí nhớ của ngày hôm qua, và ký ức ấy đã xen vào mọi sự. Rồi chúng ta tiếp tục sống ở đời với phụ đời sống bản thân và hành động mình bằng trí nhớ, ký ức. Do đó không còn gì mới lạ, đời sống không còn mới lạ, trinh bạch, tươi tắn nữa. Đó là lý do các nghĩa tại sao trí nhớ đã làm cuộc đời trở nên mệt mỏi, khắc khoải, chán chường, hoang trống, hư vô. Chúng ta sống thù nghịch với nhau bởi vì cái tôi, và cái tôi đã được củng cố bằng trí nhớ. Trí nhớ xuất hiện vào đời sống qua hành động của hiện tại. Chúng ta nuôi dưỡng trí nhớ bằng hiện tại để cho trí nhớ hiện hữu. Nhưng khi chúng ta không làm thế thì trí nhớ sẽ phôi pha, triệt tiêu đi. Trí nhớ về những sự kiện, có tính cách kỹ thuật là một trí nhớ cần thiết. Điều này quá hiển nhiên rồi. Nhưng loại trí nhớ được hiểu như là sự ghi dự về mặt tâm lý, loại trí nhớ này làm phương hại cho sự hiểu biết về đời sống, phương hại đến tình giao cảm tiếp thông giữa mình với người khác.